Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau trên kênh của Tranh Cốt Doanh Nghiệp ạ. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em vừa dựng xong mộc của bộ tranh cứu quý hàng thủ công và phân khúc giá tầm trung rất là đẹp nha các bác. Bộ này được lên khung với chiều cao là 1m35, chiều rộng là 46 ft và ván tranh xẻ là dày 7,5 ft. Và với các bác quan tâm cũng như yêu thích về bộ sản phẩm này thì cùng cơ sở bên em đi vào cận cảnh chi tiết nhé. Xin mời các bác ạ. Xuất hiện trên màn hình của mọi người đang là tổng thể của bộ tranh tứ quý mà ngày hôm nay muốn giới thiệu đến các bác. Bộ này thì với độ dày của ván xẻ nó lên đến là 7,5 ft nha các bác, nên các chi tiết của nó sẽ được đục cực kỳ nổi bật. Đây có thể nói là một trong những cái mẫu tranh thủ công giá cực kỳ vừa phải, một trong những cái mẫu mà được rất hay được các cái bác thợ gọi là anh em trong nghề lựa chọn, bởi với cái mẫu mã như là cái độ sắc nét nhưng lại sở hữu một cái tầm giá cực kỳ vừa phải nha các bác. Hãy cùng cơ sở bên em đi về tấm đầu tiên của bộ tranh ngày hôm nay, chính là hình ảnh cầu cây tùng, cảnh đầu tiên cũng như là cảnh đại diện cho mùa đông ở trong năm. Dạ vâng, đầu tiên thì bên dưới phần đất đá thì chúng ta sẽ thấy là cái đây được gọi là cái cụm đất đá này, nhìn nó vô cùng là mềm mại đúng không các bác. Cụm bên dưới này các bác nhìn này, đó, cái phần đất đá này được tỉa rất là mềm mại. Tiếp tục đi lên bên trên thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh của thân cây tùng, nó rất là đẹp. Từ phần thân gốc to đến cái phần rễ nữa đều được kinh bong mon móc cực kỳ là sắc nét nha các bác. Đây, đây chính là những cái phần mà được gọi là đục kinh bong này các bác. Khi mà đi đưa lên bên trên thì chúng ta sẽ thấy là những cái phần cành tùng đều được mon móc kinh bong rất là đẹp. Đây, hình ảnh mà em quay ở cái cự ly rất là gần thì các bác có thể ngắm rõ hơn về những cái đường nét đục tỉa. Bên trên thì chúng ta sẽ thấy là sự xuất hiện của đôi chim hạc nữa. Đây, toàn bộ là đều được đục kênh bong hết nha các bác. Các bác có thể thấy là cái cây tùng ấy nó có một cái dáng thế rất là mềm mại, thì không biết là khi mà nhìn qua video các bác nhìn nó có rõ không, nhưng mà khi mà các bác nhìn thực tế, nhìn thứ nhất là cái dáng cây, cái đường nét đục tỉa cực kỳ là mềm mại. Tiếp tục sang với cả hình ảnh thứ hai của bộ tranh ngày hôm nay, chính là hình cây cúc, cúc kê đấy các bác. Cúc kê chính hay còn gọi là cúc gà đấy ạ. Cúc gà thì bên dưới thì là sẽ là có sự xuất hiện của gia đình gà, một chú gà trống này, bên dưới là chú gà mái và một đàn gà con. Đây chính là hình ảnh của phần đất đá của cây trúc này, của cây cúc. Tiếp tục đi lên bên trên thì chúng ta sẽ thấy là những cái bông cúc đục tỉa rất là đẹp, với cái phần cánh được kênh bong mon móc cực kỳ là sắc nét nha các bác, rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn này, đó, vân gỗ này, vân gỗ hoàn toàn tự nhiên. Bộ này thì em vẫn đang để mộc, chưa cạo lạ, chưa giấy giáp nha các bác. Tiếp tục sang cái cảnh thứ ba chính là cảnh trúc ạ. Thông thường ấy, một cái cảnh trúc thì thông thường thì nó khá là cứng trong một bộ tranh tứ quý. Tuy nhiên thì với cảnh trúc này thì đây là một cái cảnh trúc mà cá nhân em cảm thấy rất là yêu thích, rất thích luôn. Bởi vì nhìn cái cảnh trúc này nó rất là mềm mại nha các bác. Khi mà các bác tiến lại gần này, các bác sẽ thấy là thứ nhất là đây là phần bên dưới gọi là phần đất đá này, rất là mềm mại. Ở bên cạnh thì sẽ là một cái hồ sen nhỏ, các bác nhìn thấy không? Đây, các bác nhìn này. Vô cùng đẹp. Ở bên trên thì chúng ta sẽ thấy là những cái phần thân cây trúc rất là mảnh, kênh bong này. Vâng, nhìn nó rất là kiểu nhẹ nhàng ấy các bác, rất là nhẹ nhàng và mềm mại ấy. Các bác nhìn này. Đây, đó. Tiếp tục thì đến với cảnh cuối cùng của bộ tranh. Cảnh cuối cùng của bộ tranh đó chính là cảnh hoa mai đấy các bác. Đây, khi mà đưa lại gần thì các bác sẽ nhìn rõ hơn ở những cái đường nét đục tỉa. Đây, ở một cái cây mai rất là đẹp. Đây ạ. Các bác nhìn thấy không? Cực kỳ là sinh động và sắc nét này. Các bác nhìn này. Tức là không biết là nói như nào để các bác dễ hình dung, nhưng mà ý em là cái phần cây này nó vô cùng mềm mại, nó vô cùng mềm mại các bác. Nó sẽ là cái khác biệt rất lớn so với cái hàng đục thủ công, với những cái hàng kênh bong thông thường như các bác. Đó chính là cái sự mềm mại, hay còn nói cách khác là khi người nghệ nhân người ta thổi hồn vào tác phẩm. Vâng, mời cả nhà cùng cơ sở bên em là ngắm lại sản phẩm tổng thể một lần nữa nhé. Bộ này thì em đang có sẵn mộc và trưng bày trực tiếp tại cơ sở tranh gỗ Đại Nghiệp, có địa chỉ tại số 47 và 62 thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên, Hà Nội. Và với các bác quan tâm về bộ sản phẩm này thì rất là mong các bác có thể về trực tiếp cơ sở bên em để thăm ngắm sản phẩm trực tiếp, hoặc mọi người có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua số hotline 0837
ba con 9 và con 7 để được tư vấn kỹ hơn về bộ sản phẩm nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đón xem video của cơ sở bên em ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bác.